Thói quen về tiền giúp bạn gia tăng tài chính. Một trong những thói quen của người thành công đó là trích ít nhất 10 đến 20% để chi trả cho bản thân mình trước. Có rất nhiều anh chị nói rằng thu nhập của tôi có vài triệu, còn không đủ tiêu thì lấy đâu ra mà tiết kiệm. Và nếu có tiết kiệm 10.000, 20.000 mỗi ngày thì bao giờ mới có thể mua được một ngôi nhà hay một chiếc xe hay là làm những cái điều mình mơ ước như là báo hiếu bố mẹ, đi du lịch vòng quanh thế giới. Các anh chị biết về luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức, nó không phân biệt về con số, không biết là ít hay nhiều mà chúng ta đang trích vào một cái quỹ tiết kiệm, có phải là cái số tiền đó nó cũng đang gia tăng lên mỗi ngày. Và theo quy luật của vũ trụ thì chúng ta tập trung vào cái gì thì cái đó mở rộng. Đây gọi là cái quỹ đầu tư cho một tương lai huy hoàng, quỹ đầu tư cho gia tăng tài sản. Tài sản ở đây là gì? Là sức khỏe, là trí tuệ, là vật chất. Khi chúng ta có trí tuệ, có tư duy thì mình sẽ nắm bắt được những cái cơ hội an toàn giúp cho mình thành công. Và đây là lọ quỹ tự do tài chính của Hằng. Trong cuốn sách 28 ngày thực hành lòng biết ơn, có một ngày thực hành về tiền, thì tác giả Rhonda Byrne bà có chia sẻ, mình viết một cái mảnh giấy nhỏ dán lên cái tờ tiền, thì Hằng có viết là tôi biết ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. Và bên ngoài Hằng có ghi là quỹ tự do tài chính, tôi yêu tiền, tiền cũng yêu tôi, tôi muốn có tiền, tôi thích có tiền, tôi đang sử dụng tiền một cách khôn ngoan, sinh lời và đúng đắn, tôi hài lòng vì những điều tuyệt vời và sự giàu có trong tâm hồn tôi. Nếu quỹ tiết kiệm của anh chị nhiều thì anh chị có thể dùng một số tài khoản ngân hàng để ghi là quỹ tự do tài chính. Và mình phải đầu tư cái quỹ này đúng anh chị nhá. Nếu mà mình đầu tư không đúng là mình sẽ không an toàn. Các anh chị biết là tiền cũng mang năng lượng, bởi vì khoa học chứng minh tất cả mọi thứ đều là năng lượng và có cái sức mạnh của mục đích. Khi chúng ta có một cái mục đích sử dụng cái đồng tiền này như thế nào thì nó sẽ cho chúng ta đúng cái điều như mình mong muốn. Ví dụ ngày xưa bản thân Hằng cũng hay được nghe nhiều người lớn nói là chúng ta tiết kiệm một khoản tiền để phòng rủi ro. Và khi chúng ta giao cho cái sứ mệnh của đồng tiền đó là phòng những cái điều không an toàn, thì khi mình tiết kiệm được một khoản khá khá thì có việc xảy ra để chúng ta phải sử dụng nó. Cho nên tư duy của người thành công đó là mình tiết kiệm để đầu tư cho một tương lai huy hoàng. Có nhiều người nói rằng tôi không có tiền để học phát triển bản thân, tôi không có tiền để học kinh doanh. Vậy thì anh chị quan sát lại cuộc sống của mình. Nếu như hiện tại anh chị chưa dư giả về tài chính thì bao nhiêu năm rồi anh chị đã dư giả chưa? Anh chị đã có tiền chưa? Nếu như chưa có tiền, chưa thành công, chính vì điều đó nên chúng ta mới phải học, mới phải đầu tư cho trí tuệ, đầu tư cho sức khỏe, học để hiểu về quy luật của tiền, năng lượng của tiền, rồi biết cách quản lý tiền xuất sắc. Vì con người luôn có nhu cầu chi tiêu tỷ lệ thuận với thu nhập của mình. Anh chị thử quan sát lại cái cuộc sống của mình xem, có phải có những anh chị tháng thu nhập 7 triệu, 10 triệu cũng thấy tạm đủ, thu nhập 15 triệu, 20 triệu, 30 triệu cũng thấy đủ, và mình cũng tiêu hết. Khi có nhiều tiền thì mình lại muốn mua sắm những cái thứ sang trọng hơn, và khi đó là mình đang chi trả cho người khác giàu lên. Cho nên là điều đầu tiên, hãy chi trả cho bản thân mình giàu lên trước anh chị nhé. Đây là một trong những bí kíp vô cùng quan trọng của người thành công, và còn rất nhiều những bí kíp khác như là cách quản lý tiền, hiểu quy luật của tiền, tiền thích cái gì, ví dụ như là tiền thích năng lượng, tiền thích lòng biết ơn, tiền thích tốc độ. Nên nếu hiện tại anh chị chưa dư giả về tài chính thì có thể học theo suy nghĩ của người thành công, học xem họ có thói quen gì, có tư duy gì, họ quan tâm đến lĩnh vực gì, họ kinh doanh sản phẩm gì. Hãy học và làm theo họ. Nếu anh chị đang mong muốn được nhận những cái bí kíp thì có thể nhắn tin cho Hằng gửi tặng anh chị, và cùng rèn luyện, học tập, học theo những người thầy trí tuệ, tâm sáng thuộc top 1% những người thành công và giàu có, để giúp cho chúng ta có cuộc sống dư giả và thịnh vượng hơn các anh chị nhé. Nếu anh chị thấy ý nghĩa thì có thể giúp Hằng chia sẻ cho nhiều người biết đến cùng ứng dụng, và hãy follow kênh của Hằng để nhận được những bí kíp tiếp theo anh chị nhé.